Em xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2023. Nhà vườn em lại lên video các loại lan giò thuần đang nụ để phục vụ các bác nhé. Bây giờ là buổi chiều rồi. Có rất nhiều loại lan đang nụ. Em sẽ lên loại đầu tiên, đó là dáng hương tam bảo sắc các bác ơi. Dáng hương tam bảo sắc, cái giò này ghép trên gỗ ngứa đang nụ đây các bác nhìn này. Đây, toàn lá xếp. Chậu này rất là đẹp nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy chưa? Bản lá đây. To. Nụ này. Đây này, các bác nhìn lá xếp này. Từ từ em quay ra. Đây nụ đây ạ. Em quay sơ sơ nụ đấy, nụ ở trong các ngách lá nha các bác nhá. Đây nữa này. Dưới này giòn, ngọn ở dưới này còn mấy nụ liền ấy. Đẹp, quá đẹp luôn các bác ạ. Đây này, các bác muốn một tác phẩm dáng hương tam bảo sắc như cái giò mà em vừa quay, nó giống như nở, khi nở nó sẽ như này nhá. Rất thơm, rất rực rỡ các bác ạ, và dễ chăm, ưa tưới nhiều nước các bác nhá. Và đó chính là giò mã 25 800K này các bác này. Lá xếp, toàn cây lá xếp, đẹp. Em đứng xa một chút để các bác có thể so sánh với người của ông xã em. 800K giò dáng hương tam bảo sắc mã 25, dáng hương tam bảo sắc của Lai Châu ạ. Đấy, nụ bắt đầu ra ngách lá rồi nhá. Lá rồi. Xếp khít đẹp. Rồi, mã 25 anh treo lên. Tiếp theo này, em sẽ vào một số mã dáng hương tam bảo sắc nho nhỏ cũng đang nụ cho các bác sưu tầm. Đây, mã dáng hương tam bảo sắc số 11 130K. Đây các bác, nụ đây ạ. Nụ đây. Nụ đây. Nụ đây. 130K mã này thưa các bác nhé. Mã 11 130K dáng hương tam bảo sắc. À để em quay lại. À, mã này có 130.000 này, dáng hương tam bảo sắc mã 11 rất là đẹp, lá xếp các bác nhé. Tiếp theo này, cũng vẫn là dáng hương tam bảo sắc. À, ghép gỗ ngứa. Mã này cũng lá xếp đẹp. Lại trồng kiểu trồng xung quanh, mã này mã 10 200K. Dáng hương tam bảo sắc trồng xung quanh cơ. Cả đằng sau anh quay một vòng cho các bác xem. Trồng kiểu trồng xung quanh ấy, mặt nào cũng ngắm được. Rồi để em quay cái nụ cho các bác nhìn thấy. Đây các bác ơi, nụ đây nhá. Đây. Đây này, nụ đây các bác này. Đấy. Đây nụ đây này. Mã 10 200K. Bây giờ là một giò dáng hương tam bảo sắc trồng trên chậu dớn ạ. Mã 24 170K. Cũng đều là lá xếp cả, có nhiều kiểu trồng các bác nhé. Đang nụ hết rồi. Đang nụ. Đây. Rồi anh ơi, qua dáng hương tam bảo sắc bây giờ chuyển sang loại gì? Môi tua đi, ở ngay gần đấy. Quay cho theo thứ tự này không lại quên. Môi tua các bác nhé. Môi tua ra hoa vào hè. Mã 13 có giá là 100K. 100K một giò môi tua này các bác ạ. Hàng đã thuần. Xem hoa. Từ từ, em quay lại cái giò này đã. Anh đứng ở đấy em quay lại. 100K. Mã 13 100K hoàng thảo môi tua này các bác này. Ra hoa vào hè, hoa màu vàng. Đây là mặt hoa của môi tua đây các bác nhé. Đấy. Em lên tiếp một mã môi tua, mã 12 cũng có giá là 100K các bác nhé. 100K. Đều là hàng đã thuần rồi nên các bác cứ yên tâm, ra hoa vào hè. Hoa này cũng khá là bền các bác ạ. Chơi được lâu lắm. Rồi anh ạ. Phi điệp vàng nhé. Bây giờ em sẽ lên một số giò phi điệp vàng. Phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì hoa vào hè các bác nhé, hoa màu vàng. Mã 16 140K phi điệp vàng này. Anh cầm ấy lại em quay nào, cầm được tử tế đã. 140K mã 16 phi điệp vàng các bác này. Con ra cầm cho bố để ra đằng kia cho nó nhanh. Tí nữa đến giò nào con xách lên. Đây em cho các bác nhìn ảnh mặt hoa phi điệp vàng ấy. Đây. Đấy, hoa rất là đẹp các bác ạ. Đây các bác nhìn rõ chưa? Phi điệp vàng đấy. Đây. Mã tiếp theo. Mã 14 vẫn là phi điệp vàng 140K, giò này cũng rất là nhiều ngọn này. Hàng thuần trên chậu dớn nha các bác nhé. Tiếp theo, phi điệp vàng tiếp theo này. 15. Mã 15 140K. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa?
140k mã 15 phi điệp vàng. Rồi. Lên mã phi điệp vàng tiếp theo này. Mã này là mã 17 140k, mã này cũng rất là đẹp. Anh quay nghiêng một chút này. Anh nghiêng sang bên kia cho nhìn thấy cái độ dài. Đấy, mã này rất là đẹp các bác nhá. 140k đồng giá phi điệp vàng. Đều là 140k cả. Bây giờ em sẽ lên, con mang phi điệp vàng để riêng ra một góc nha. Em sẽ lên thanh đạm. Mã này là mã số 4, 100k các bác nhé. Các bác ơi, nụ này. Một nụ này. Hai nụ này. Và cái giò này đặc biệt là nó vừa thanh đạm vừa lẫn cả cái hài dâu xanh các bác nhé. Đấy, nhìn giò này cũng rất là đẹp. Em cho các bác ngắm mặt hoa thanh đạm. Mặt hoa thanh đạm này, hoa trắng, họng vàng, thơm đấy các bác nhé. Đấy, rất là rực rỡ các bác nhé. Đây, em nhìn cho các bác nhìn lại mặt hoa thanh đạm. Đấy. Em lên tiếp một giò thanh đạm tiếp theo. Giò thanh đạm này, giò số 23, 100k. Anh dơ cao lên anh, đấy, trên ra. Em sẽ quay kỹ giò này, như là nãy em đếm sơ sơ có tầm 4 nụ đấy các bác ạ. Anh dơ cao lên một tí thì em đỡ phải xuống. Này nó ra hết thì nó anh dơ giò lan cao lên thì em đỡ phải xuống. Em quay nụ cho các bác nhìn. Đây, nụ đây các bác này. Em đếm là có 4 nụ đấy. Giò này có 4 nụ. Ở phía mé bên này nữa đây. 4 nụ đấy các bác nhá. Nó bị lẫn trong này, vừa nãy em vạch ra em đếm là có 4 nụ. À, đứng đây em quay lại. Rồi. Mã 22 ấy. Thôi có đây bố, quay ra báo trước. Bây giờ sẽ đến da báo ạ. Da báo hay còn gọi là cẩm báo. Giò da báo mã 21 400k này các bác này. Giò này rất là đẹp này. 400k các bác nhé. Đây, nụ còn nhỏ này các bác này. Nụ nhỏ là cây này lá xếp rất là đẹp này. Chỗ này lá đẹp này. Nó tròn. Con cầm lấy cái đấy. Để ra sau này. Đây, hoa của da báo. Anh lấy giò tiếp theo đây. Em cho các bác ngắm lại mặt hoa da báo này. Mặt hoa da báo hoa vàng đây, chấm đốm như là da con báo, hoa thơm các bác nhé. Lâu tàn, chơi được lâu. Một giò da báo tiếp theo, giò da báo mã số 5 có giá là 400k này các bác này. Anh quay một vòng đi. Đấy. Trồng trên chậu nan gỗ. Em cho các bác nhìn ở phía bên dưới này. Đấy, nụ còn nhỏ như thế này thôi các bác nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ lên những cái mã da báo nho nhỏ này. Mã da báo mã số 7 này, 200k này các bác này. Anh ơi, dơ cao lên đi. Đây. Đây này các bác nhìn nụ thấy chưa? Đấy, nụ nhỏ nhá. Nhiều nụ nhá các bác nhá. Đây, em quay cả phía bên dưới cũng rất là đẹp. 200k. Đấy. Mặt hoa thì màu rất là rực rỡ, thơm. Mã da báo này nhỏ hơn này, mã số 6, 150k. Thì có một cái nụ nó đang dài đây, cái này. Mã này có một cái nụ đang dài ra đây này các bạn này. Nụ dài dễ nhìn hơn. Còn cái giò trước nhiều nụ hơn nhưng mà nó lại nụ nhỏ. Đây, mã da báo này cũng rất là xuất sắc nhất trong những mã da báo nho nhỏ này. Mã da báo 22, 280k. Anh để tay vào cho các bác nhìn cái bản lá của nó. Nhìn xuất sắc thật, mã này đẹp lắm. Đây các bác nụ đây nhá. Mã này rất là đẹp, rất đẹp luôn. Đấy. 280k. Mã 22. Em có một giò kiếm bạch ngọc. Cái gì nhỉ? Kiếm bạch ngọc, tự nhiên lại quên tên. Kiếm bạch ngọc mã số 9, hàng đã thuần, em bán giá là 160k các bác ạ. Kiếm bạch ngọc này thì nó ra hoa tầm khoảng tháng 12 các bác nhé. Tháng 12 dương. Đây. Thuần trên chậu dớn. Bây giờ em sẽ lên tiếp một số mã đùi gà tròn đang nụ để cho các bác sưu tầm này. Cái cây này nó vàng nhiều nụ này. Đấy. Nụ thì chưa chia nụ đâu các bác ạ. Nên là nhìn nó chưa được nhiều, nhưng nụ còn nhỏ nên các bác nhìn cảm giác thế, nhưng lúc nụ to lên thì gọi là quá rực rỡ luôn. Đây cũng trồng trên chậu dớn, một chậu dớn. Cứ bị tối màn hình đi. Đây. Các bác nhá, mặt hoa đây ạ.
Bây giờ em quay lại cái giò này cho các bác nhìn, con đứng nuôi ra nào. Mã 18, 190. Anh quay một vòng cho em. Mã 18. Đấy, hàng thuần rất đẹp rồi các bác ạ. Hoa đùi gà thì không chê vào đâu được rồi. Đẹp lắm luôn. Một mã đùi gà tiếp theo. Mã 20 có giá là 200k này các bác này. Anh đứng lui vào một tí ấy. Thế. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Cái gai nụ rất là nhiều. Đây này các bác này. Cái gai nụ nhiều lắm luôn. Giò này cũng rất là đẹp, cánh cái cành này là sắp chiên nụ rồi các bác này. Các bác nhanh tay chọn lấy giò này. Mã 20, 200k các bác nhé. Và cái phiên bán hàng hôm nay những cái giò này là em bán là chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Nhà em ship COD cho khách nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi nhận nên các bác cứ yên tâm. Mã 19, đùi gà tròn 200k này. Các bác này, hàng thuần này. Đây. Nụ đây các bác nhìn thấy chưa? Cả kỳ nhá. 200k, mã 19. Bây giờ lên tiếp Hoàng Thảo Vôi à? Hoàng Thảo Vôi. Trước khi lên em cho các bác xem mặt hoa Hoàng Thảo Vôi nha các bác nhá. Đây. Hoa thơm lắm luôn này các bác này. Đây là vôi Bắc nhá, chứ không phải là vôi Lào đâu. Vôi Lào thì mặt hoa nó sẽ rất là nhạt nhòa, nó xấu. Mã 26, cái này chỉ có giá 100k. Đây các bác này, nhìn. Đây, những cái thân này là thân năm nay sẽ ra hoa đây. Đang nụ ấy. Đây các bác ơi, nụ đây nhá. Nó chưa sưng lên này. Đây, ở trong những cái mắt này này. Đấy. Mấy hôm nữa các bác nhìn sẽ rõ. Chưa quay rõ thì anh cứ từ từ đã nào. Mã 26, 100k em quay xa. Anh để tay vào cho cái nhìn thấy độ dài. Đấy, rất mập và dài các bác nhá. Có chỉ có giá 100k trồng trên cái gỗ ngứa. Còn bây giờ là một giò vôi trồng trên chậu dớn này. Mã 27 có giá là 160k. Cái này thì nhiều thân này các bác, nhiều thân hoa. Anh đếm cho em xem giò này bao nhiêu thân hoa nào. 4, 6, 8, 10, 12 thân hoa. 12 thân hoa mã 27 các bác nhé. Lúc ra hoa thì quá rực rỡ luôn. Hoàng Thảo Vôi. Rồi. À, qua mã này chuyển sang mã tiếp theo. Vẫn là Hoàng Thảo Vôi. Giò Hoàng Thảo Vôi này là ghép trên gỗ ngứa các bác ạ. Mã 28 có giá là 160k. Đây các bác nhé. Em quay xa cho các bác nhìn này. 160k. Những cái thân trắng đấy đều là thân đang nụ các bác nhé. Thân trắng đó là thân mấy hôm nữa các bác sẽ được ngắm hoa. Bây giờ em sẽ lên tiếp một số cái giò đuôi chồn để cho các bác lựa chọn ạ. Trước khi lên em lại cho các bác ngắm mặt hoa nhé. Mặt hoa đuôi chồn. Anh dựng dựng này đi. Còn hoa nào nữa không? Thế đâu. Đây các bác này, đuôi chồn rất rực rỡ, đẹp. Như đuôi con chồn. Đây, giò đuôi chồn mã 8, 130k. Em quay xa trước này. Quay xa trước cái giò này, anh quay một vòng đi. 5 ngọn. 5 ngọn, để em cho các bác nhìn thấy nụ nhá. Đây này. Đấy, tay em ấy vào rồi. Đây, nụ đây các bác này. Đấy, nụ nó còn như này, đây cái này nụ nó ở trong cái đống rêu này không bới ra nữa đâu. Đây, cây nhỏ này cũng có nụ này các bác này. Đấy, mã này là mã 8, 130k thôi các bác nhá, đuôi chồn. Một mã đuôi chồn tiếp theo, mã số 2, cũng có giá là 130k. Anh quay một vòng. 2, 4, 6, 7 ngọn. 7 ngọn, đây, nụ đây các bác này. Đấy, 7 ngọn nhá, 130k. Đây, giò chồn tiếp theo. Giò này ghép trên gỗ ngứa. Mã số 3 có giá là 150k. Đem quay từ trên xuống cho các bác nhìn này. Đây. Bây giờ em quay những cái nụ này. Các bác nhìn thấy nụ chưa? Nụ đây chưa? Nói chung cây nào cũng có nụ hết. Nói chung là có nụ nhưng mà bới ra sợ nó bị hỏng cái thân của nó đấy. Mã 3, 150k, đuôi chồn đấy các bác nhé. Đây, còn một mã đuôi chồn ghép trên gỗ lũa này. Cái này mới là đẹp. À, cái này rất là đẹp, thuần các bác. Anh dơ. Anh dơ nó cao lên tí em xem nào. Đấy. Rễ, nhìn các bác nhìn bộ rễ có khủng không? Em bán giá rất là yêu thương các bác này. Nguyên một rễ cũng đang có nụ đây các bác nhé.
Đây, các bác nhìn thấy nụ đây chưa? Đây. Nụ đây, các bác nhìn thấy chưa? Mã số 1, 200k. Nguyên một rẻ, em quay kỹ cái giò này cho các bác xem này. Đấy, 200k. Ghép gỗ lũa, các bác nào nhanh tay lấy giò này thì rất là hoa, rất là rực rỡ luôn các bác ạ. Vâng. Trên đây là tất cả những cái giò lan mà em đã giới thiệu với các bác trong buổi quay ngày hôm nay, ngày lễ tình yêu 14 tháng 2. Các bác mua gì thì các bác nhắn tin hoặc gọi điện cho em theo hai cái số điện thoại em ghim trên bài các bác nhé. Số 0367458555 và số 0946623662. Em xin chào các bác ạ.